các bác cô chú anh chị quá, hôm nay làm cái video để cây rồi các bác. Hôm qua hôm kia tiêm vaccine về đau hết cả người, sốt mà. Sốt và nhiều phản ứng nhá, người cơ thể nó phản ứng phổi đấy, hôm nay nó mới đỡ. Ngắm lên lại ngắm cây rồi thấy cây này nó lại cảm xúc quá, nó lại móc nó ra. Cây này các bác có nhớ hôm vừa rồi tôi níu một loạt những cái dây để cho nó tay cành nó định hướng, nó mọc và nó dẻo cái đầu cành các bác. À, nó không sao, nó cái lúc mà nó lớn nó không bị vảnh, bởi vì các bác tưởng tượng là những cái đầu này nó tơ này, nó thổi phồng, nó thổi tức là nó lớn rất là nhanh, mà khi mà mình đủ độ lớn, ví dụ bằng các bác muốn nuôi bằng nó to bằng ngón tay thì dạ, bác cắt một phát mà các bác không nắn chỉnh cái đầu này từ đầu, dù các bác cắt rụt dịp đến mấy nó cũng rất là cứng đơ cái màu này. Đấy, thì cách này làm nó dẻo, nó làm nó dẻo, cái này sẽ đẹp giật mình luôn các bác, rất um tùm. Nó nhìn kiểu dòng lá nhựa mà thực sự nó cũng rất là nhiều nhựa, đụng cái là nó cũng nhựa rồi. Đấy, như vậy tôi vừa mới đụng ở đâu đấy một tí thôi, nó chỉ trợn mà nhựa nó phun rồi khiếp, dễ của nó này. Đấy, riêng dòng này thì cắt thoải mái, dễ vẫn cứ phun ra. Một số dòng thì phải nuôi tốt mà thì nó mới dễ, nó mới xuống được. Dòng này thì dễ vô tư luôn, dễ nên xuống đến đầu là ăn và đất đến đấy luôn. Cho nên làm vách cây này rất là sướng. Hôm nay tôi nhặt thoáng thoáng một tí cho các bác xem nhé, không có thiệt thòi. Hôm trước các bác nhìn chả rõ, lá đẹp các bác, xanh đen luôn. Dễ này, từ ngọn xuống và cũng rất là lực cái rễ của nó, chứ không phải là như một số dòng nó rất nhiều rễ nhưng mà rễ nó rất là thơ lơ thơ, thả xuống cái chưa thả nó đã khô. Cái này này treo ở trên trời mà vẫn cứ rất là khỏe. À, tất nhiên nó cũng do thời tiết cái mùa này, nhưng mà cái dòng này nó khỏe, nó dòng này cái rễ của nó như vậy. Đấy, rất nhiều dòng, có dòng quê này này, dòng la móng, dòng tích giang, rễ cực kỳ dễ lấy luôn, rất nhiều rễ luôn. Đây, là móng này. Từ ngọn trở xuống nó không khác gì cây kia. Mặc dù rễ treo lưa thưa theo gió này mà vẫn rất khỏe. Ra cái là nó to luôn. Nó chứ không phải là như cái tóc như mấy một số cái dòng quê khác. Rồi, lọc cái này thì các bác nhá. Thèm cắt lắm nhưng mà chắc là chưa cắt được. Thèm lắm. Chắc là khó nhìn thì các bác. Thôi. Rồi, anh em ta trò chuyện với nhau tí rồi, bác thông cảm nhé, tí nữa sẽ quay lại cái kết quả, lọc cho cái đó một tí.
chả nhìn thấy gì các bác nhỉ. Đồng xanh nhiều nhựa thật luôn. Đụng cái là dính nhựa. Đã màn luôn. Chả cắt được gì mấy các bác. Vẫn ung tùm quá. Tôi lọc mấy cái nó mọc sát thân thôi. Cái cành này là hôm là bị gió đổ gãy này. Bão đổ cả chậu, vỡ cả đôn cả chậu. Mới phải tống ra đây. Gãy cành này, may quá nó mọc luôn ở đây ra rồi. Rễ cái này này. Đấy, cái cây, những cái rễ này đã xuống luôn này. Toàn những cái điểm mình mong muốn này các bác này. Đây, cái chiều của cây là như này này. Đấy, tôi sẽ làm. Đây này. Tôi sẽ làm cái chiều của nó rộng sang hai bên để cho nó hợp với cái chậu chủ nhật. Đấy, nuôi cành này to. Đã có rễ thả xuống đây rồi. Đấy, rễ này. Ăn xuống đất là ngon rồi này. Đều có những cái rễ hết này, những cái mẫu này. Đấy, chạy sang bên này. Chạy sang bên này. Nhìn này, đấy. Điểm rễ âm này. Lấy vách xuống, quá đẹp luôn. Đi đâu vẽ lên đấy luôn. Còn lại cắt được cái cạnh kia. Đấy, nhìn này, nhìn. Phần khốt này. Cái này nhiều anh em thèm khát lắm cây này. Cái lúc mà tôi cắt lần trước ấy, nhìn thấy cốt nó phê lắm. Nhưng bây giờ thì tùm này thì chịu rồi. Tôi cũng lì tôi không cắt này các bác nhìn. Đừng có lo cái ống hút sau này nó bị mắc vào đây không ấy được các bác nhá này. Dễ nó khỏe đến nỗi là nứt ống hút rồi này. Nứt ống hút rồi này. Nó toác ống hút ra luôn. Bê tông nó còn toác luôn này. Bác sợ gì này. Dễ này. Bóc cái là ra thôi. Hoặc à. Ống hút này. Mới cắm được có 1-2 tháng như đấy này. Nó còn là ra này. Nứt hết ống hút luôn này. Hoặc là nếu mà khó khăn quá thì các bác lấy cái dao làm các bác rạch nhẹ cẩn thận ra thôi. Cái đấy nó không quan trọng mà. Đấy. Không sợ ống hút nó ăn vào dễ mà lo. Đấy. Đấy. Đôi điều tâm sự với các bác trong cái video này. Rồi. Xin chào hẹn gặp lại các bác. Cái này vẫn cố là lì nhé bác. Bác nhá. Chứ cắt là cắt được ok rồi đấy. Cắt là các bác nhìn rõ lắm rồi đấy. Nhưng mà không cắt đâu. Lì một tí. Đằng nào cũng chinh phục mà các bác. Vội làm gì. Đấy. Không thể một sớm một chiều được. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.